thứ sáu tuần thứ 32 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 17 từ câu 26 đến câu 37. Và cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêu sinh từ trời xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì được xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tù đó. Suy niệm: Cách đây không lâu, khi nghe tin về ngày tận thế sắp xảy ra, nhiều người hoang mang lo lắng và đổ xô đi mua nhu yếu phẩm để dự trữ, với ý nghĩ có thể sống sót qua những ngày đó. Nghe có vẻ khôi hài, nhưng điều đó cho chúng ta thấy rằng người ta vẫn quý trọng mạng sống đời này hơn là đặt hy vọng vào sự sống đời sau. Chúa Giêsu cũng nhắc lại hai sự kiện lịch sử để cảnh báo người Do Thái vào thời của Ngài. Hãy tỉnh thức chọn lựa điều quan trọng hơn hết để có sự sống đời đời. Vào thời ông Noê và ông Lót, dân chúng đã ra đồi bại vì ảnh hưởng của nguyên tội. Dù vậy, ông Noê và ông Lót vẫn chọn lối sống công chính và kính sợ Thiên Chúa. Hai ông chính là dấu chỉ Thiên Chúa dùng để cảnh tỉnh dân chúng. Nhưng thiên hạ hứa ăn uống, cứ vợ gả chồng. Vâng, lời Thiên Chúa, ông Noê dám bán tất cả tài sản để dùng vào việc đóng tàu. Dù thiên hạ chế giễu mỉa mai, khi được sứ thần báo tin, ông Lót mau mắn từ bỏ mọi sự mà chạy ra khỏi thành Sơ-đôm để giữ mạng sống. Kết quả là mọi người đều bị tiêu diệt cùng với tội lỗi của họ.
còn ông Noe và ông Lót thì giữ được mạng sống mình. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi người Do Thái hãy tỉnh thức trước dấu chỉ của thực tại. Trước mắt, họ là đấng Messiah mà họ hằng mong đợi. Chính cuộc sống, lời giảng dạy, các phép lạ của Chúa Giêsu là dấu chỉ đầy thuyết phục để họ có thể nhận ra đấng cứu độ. Thế nhưng, họ lại sững sững và khước từ lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Hơn nữa, họ muốn loại Chúa Giêsu cũng là ơn cứu độ duy nhất ra khỏi cuộc đời mình. Họ xem việc tỉ mỉ thi hành luật chính là phương thế đạt được ơn cứu độ, chứ không phải ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa. Bởi thế, họ không dám xích bỏ và bước ra khỏi lối sống cũ, quan niệm cũ, lề luật cũ, để tin vào Chúa Giêsu. Chính sự thông thái và lòng kiêu ngạo đã không giúp người Do Thái có một bước nhảy vọt trong việc lựa sự sống vĩnh cửu của mình. Còn Chúa Giêsu, Ngài vẫn tha thiết mời gọi họ bứt phá trong sự lựa chọn. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai giành mất sự sống mình thì giữ được nó. Giữa một cuộc sống thực dụng và hưởng thụ hôm nay, con người bị cuốn vào vòng xoáy của việc tìm kiếm lời lộc trần gian mà quên đi cùng đích chính của cuộc đời. Đứng trước trào lưu tục hóa đang hoàn thành, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức trong lựa chọn. Chúng ta chọn sự sống đời này hay đời sau? Chúng ta chọn Chúa hay chọn thế gian? Nếu chọn Chúa, chúng ta sẽ được tất cả, vì Chúa đã khẳng định chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Ngược lại, chúng ta sẽ chịu cảnh hư mất đời đời trong khổ đau và vô vọng. Lạy Chúa Giêsu, trong hành trình xưng thế, có nhiều mật ngọt bên đường lôi kéo chúng con dừng bước. Xin Chúa giúp chúng con biết lựa chọn. Chúa là lẽ sống và là cùng đích của đời mình. Xin Chúa củng cố và giúp chúng con giữ vững đức tin vào Ngài, dù cho thời thế có đổi thay hay biến đổi.